tiên chúng ta vào phần computer, chúng ta đi chuột phải vào manager, chúng ta xem cái cổng cơm kết nối với cái DC đang là cổng số máy và phần device manager đây, phần port ở đây thì nó đang là cổng cơm 2. Mình mở phần mềm gửi port 2 lên để tạo một cái chương trình đơn giản. Vào new phần DC, chúng ta chọn cái dòng DC đang sử dụng, đây là Epic em, bấm OK. Đây là giao diện làm việc, mình sẽ tạo chương trình bật tắt cái động cơ. 10 thì sẽ set đi 0 rồi, còn 11 thì sẽ reset cái y không. Mình tiến hành di dịch chương trình, trả lỗi rồi không có. Bây giờ mình sẽ ghi vào cái VLC, mình vào phần navigation window, navigation window rồi mình chọn phần connection, chúng ta bấm vào hai cái này cũng được. Phần connection này ở đây thôi, cái một cái bảng thông báo hiện ra, chúng ta chọn cái cổng cơm ở đây thì mình sẽ khai báo là cổng cơm 2. Rồi, nó OK. Chúng ta bấm bằng connection test để kiểm tra thử. Đây là kết nối thành công với cái BC Epic Hand. Bây giờ mình bấm OK. Ta phải ta kết nối được với BC chúng ta mới ghi được nha. Mình vào phần online, write to BC là ghi chương trình vào BC. Mình đánh dấu tích chọn vào parameter cộng program. Rồi, mình execute. Bấm Z. Đợi cho cái chương trình nó ghi vào BLC. Rồi, BLC đang ở nhà cả thế giật, nó hỏi có muốn chuyện cần chạm chạy không, mình bấm Z. Rồi, mình đóng sau lại. Có cái chương trình này. Mình mở phần mềm GT Designer 3, GT Designer 3 mở lên. Phần mềm lúc nãy là phần mềm lập trình, bây giờ là cái thiết kế cái giao diện. Mình chọn new. Rồi, phần phím net. Trong ở cái bảng cài đặt cái màn hình này thì mình sẽ kết nối với cái port 2000 và mình GT support 2000. Thì đây cái tỷ lệ ta tùy ý khai báo. Ví dụ như đây, mình quên. Để xem cái tỷ lệ màn hình thì chúng ta bấm chuột phải chọn resolution đây. Đây cái trong cái đây thì nó đang thể hiện cái độ phân giải màn hình chúng ta chọn ở đây. Mình đang làm 1368 x 768. Cái ở đây nhưng mà chúng ta cái màn hình chúng ta đang cài cái độ phân giải khác thì chúng ta chọn cho nó phù hợp 1368 x 768, làm lại. Ở đây cho mình 1368 x 768 thì mình đã vậy luôn, 768 x 765 như vậy đi. Bấm phím net. Rồi, bấm phím net. Ở đây thì chúng ta khai báo cái dòng BLC đang sử dụng. Ở đây thì có nhiều loại, nhiều hãng, chọn cái loại nào chúng ta khai báo. Mitsu thì nó có nhiều dòng, ở đây mình còn nhiều Epic, Net, Net, Unit, như vậy là đã xong. Đây, đây là cái giao diện làm việc, thì mình sẽ tiến hành thử ta xem. Mình là lấy ra một cái đồng hồ ở đây, mình sẽ đặt ở góc trên. Rồi. Còn ở đây mình sẽ đặt ở một cái góc nữa, ở phía dưới đây. Mình sẽ đặt ở hai góc. Rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ lưu lại. Bấm vào Excel. Chọn nơi lưu. Ở đây mình ghi là test. Đặt tên cho nó. Test. Support 2000.
mình bấm vào save. Giờ giữ quay desktop, ta đã có một cái file, đây là file file làm việc, còn giờ là chúng ta sẽ chạy nó. Mình tiếp tục mở GT. GT là GT support 2000, mình mở nó lên. Đây mình vào, ở đây thì mình vào phần set. Đây phần chúng ta vào phần online communication setup, thì ở đây chúng ta tùy chọn mà kết nối với cái VLC và cái HMI thật hay ảo. Ở đây thì mình đang kết nối thật, thì mình sẽ chọn Cebu Ray Connection RS232 đây, kết thật thì kiểu là VLC IP cộng cộng 2 độ là 9600. Thì nếu mà chúng ta mô phỏng thì chúng ta sẽ chọn cái kết nối với GX Simulator hay là GX Simulator 2 hay là GX Simulator 3. Còn cái nói thật thì có qua cộng RS232 USB là các mạng, dây mạng thì tùy. Mình bấm OK. Mình khai báo rồi, bắt đầu mình mới mở cái file mà chúng ta vừa tạo ra. Open a file. Chọn đến cái file mình mới vừa tạo. Đây. Test support 2000, di động 200, mình bấm open. Đây, nó thông báo là cái cửa sổ này sẽ bắt đầu. Đây cái thông báo chính là cái này nó chỉ có hiệu lực trong 2 giờ thôi, do mình không có cái USB cái khóa. Đây, mình làm cái rộng đó. Đặt mình chọn full screen lên. Online. Mình bật profile trong full screen. Nó thông báo là bấm phím Alt cộng F9 để thoát. Đây, chúng ta thấy nó đã full screen cho màn hình lên. Mình mà tắt cái mình bật cái tab menu này cho nó tự động ẩn luôn để chúng ta quan sát hết nó full screen luôn. Đây, chúng ta thấy là nó đã tràn hết cái màn hình. Chúng ta tháo thiết kế cái giao diện cho đa vậy. Nếu mà chúng ta có cái mua cái bản quyền cái USB đó, nó full screen lên này, full screen lên. Bây giờ thì mình thử mình chỉnh sửa, mình đưa một cái hình vào, mình vào phần library đây. Cái này làm thì mỗi lần làm chúng ta chỉ cần lưu lại thôi, bấm nút save để lưu lại thôi. Đồng thời trên cái giao diện vừa làm, giao diện đang chạy này, mình chỉ cần mở ra một lần nữa, giống như mình refresh nha. Đây, open the file, bấm open, nó cập nhật lại mới thôi. Đây, giao diện rất là đẹp. Full screen luôn, full cái màn hình chúng ta. PC hay laptop chúng ta tỷ lệ bao nhiêu thì chúng ta chỉ cần khai báo. Mình thoát khỏi cái chương trình này. Và cái video ngắn của mình đến đây là hết. Gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Hy vọng cái video này hỗ trợ với chúng ta.